Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày mới, của một tuần mới an lành. Thưa quý vị, tin tức về cuộc bầu cử Pháp phải nói là gây quá nhiều bất ngờ luôn. Bởi vì trong chương trình sự kiện tuần vừa rồi, chúng tôi cũng thưa quý vị, khác với nhiều dự đoán của các chuyên gia về chính trị và kể cả kết quả của cuộc bầu cử thứ nhất chứ, người ta cứ nghĩ rằng là ở Pháp xu hướng cực hữu đã bắt đầu trỗi dậy, với lại đảng cực hữu do bà Le Pen kiểm soát. Le Pen, lãnh đạo của đảng cực hữu, là một nhân vật mà chúng tôi nói với quý vị đó là một người mà rất là thần tượng đối với ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, là người đã thề là sẽ siết mạnh tay với chuyện nhập cư và những cái chính sách về dân túy. Thì người ta cứ nghĩ rằng là đảng cực hữu, đảng tập hợp quốc gia của bà Le Pen sẽ chính thức là trỗi dậy. Nhưng mà không, kết quả của cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra vào cuối tuần vừa qua, vào ngày Chủ nhật 7 tháng 7 đó, thì lại cho thấy là đảng Liên minh Cánh tả Mặt trận Bình dân mới đã vươn lên dẫn vị trí số 1 và đẩy đảng cực hữu là đảng tập hợp quốc gia AN của bà Le Pen xuống vị trí số 3. Trong tuần vừa rồi thì có một cái diễn biến mà chúng tôi đã thưa với quý vị là đảng của ông Macron là đảng Trung Dung và đảng Cánh tả đó, họ lo ngại, họ muốn là bây giờ phải kết hợp với nhau để mà ngăn chặn làn sóng cực hữu trỗi dậy, cho nên là họ đã kết hợp, thậm chí có 200 ứng cử viên người ta tự động rút lui và dồn phiếu vào nhau để mà cho những ứng cử viên nào mà chắc thắng á, cảm thấy là chắc chắn là sẽ thắng á, thì sẽ đi đến về phía trước. Thì đó là một cái cuộc dồn sức và cuối cùng kết quả đã hiển thị như vậy. Và cử tri đã lên tiếng nói và cuối cùng cái xu hướng tưởng là trỗi dậy ở Pháp thì là bên phía cực hữu thì lại cuối cùng lại phải rút lui. Và kết quả này đã khiến những cái lá bài mà điện Elise của ông Tổng thống Macron đã tính toán á, nó có một chút xáo trộn. Và như vậy thì ông Macron phải xem lại những cái kịch bản của mình, bởi vì với khả năng hiện nay là đảng của ông Macron không còn giữ thế đa số tại quốc hội nữa, thì ông Macron đã đề nghị trước đây những cái chương trình mà phải nói là cũng là cánh hữu đó, ví dụ như là cải cách hưu trí. Mà quý vị nhớ là cái chương trình này ông Macron đề ra đã thổi bùng lên một cái cuộc biểu tình khắp nước Pháp, dân tình là đem nồi niêu son chảo ra gõ peng peng chen chen để mà phản đối cái câu chuyện này. Và kể cả cái chương trình mà ông Macron cũng rất là muốn áp dụng, đó là luật nhập cư mới, thì bây giờ ông buộc phải tương nhượng với lại bên phía cánh tả trong những cái chương trình nghị sự mới của mình. Đó là câu chuyện mà rất là bất ngờ, một cái diễn tiến rất là bất ngờ trong cái cuộc bầu cử xảy ra vào hôm Chủ nhật. Đảng cực hữu của bà Le Pen nói như câu như thế này nè, là chúng tôi thủy triều lần này không dâng đủ cao, nhưng mà nó vẫn tiếp tục dâng lên. Chiến thắng của chúng tôi chỉ là bị trì hoãn. Ý của bà Le Pen nói là không sớm thì muộn. Những cái chính sách của đảng cực hữu sẽ vẫn được người dân đón nhận và phong trào dân túy sẽ tiếp tục trỗi lên. Trong một chương trình sự kiện trước đây, chúng tôi đã từng thưa quý vị là không phải không có lý do để cho người dân và cả giới quan sát về chính trị, và cũng không chỉ nước Pháp mà trên toàn thế giới, họ nghĩ rằng là cái làn sóng cực hữu bắt đầu trỗi dậy rồi. Là bởi vì sao? Xét thấy tình hình về khách quan và chủ quan hiện nay, thưa quý vị, tình hình nhập cư và rối ren về nhập cư và di dân khắp nơi trên thế giới đang không chỉ xảy ra ở nước Mỹ mà ở cả nước Pháp. Bản thân những người mà gọi là người dân ở trong mỗi nước như là Pháp, như là Anh, như là Mỹ, người ta cảm thấy người ta quá chán nản với làn sóng mà di dân khắp nơi đổ bùng vô nước mình. Rồi cộng thêm cái bối cảnh kinh tế sau cái đại dịch Covid-19 là lúy túy luôn, rồi xong đến những cái cuộc xung đột khắp nơi, nó làm ảnh hưởng tới cái nền kinh tế và đẩy lạm phát của toàn cầu để dâng cao hiện nay. Không chỉ nước Mỹ, một lần nữa thưa quý vị, mà đời sống vật giá mọi thứ đều leo thang, chi phí nhà ở đều leo thang, nó làm cho người dân người ta chán ngán và người ta cứ nghĩ là nếu như không happy với chính quyền này thì sẽ phải có một chính quyền khác lên thay thế và tạo nên một cái làn sóng mới, một cái chính sách mới. Nhưng mà cuối cùng ở Pháp thì có lẽ nói như bà Le Pen là thủy triều đỏ đã dâng cao nhưng mà không đủ cao để mà có quả quét sạch mọi thứ. Khi mà chúng tôi đọc thấy cái lời phát biểu của bà Le Pen, chúng tôi nhớ lại là cái cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ năm 2022. Chắc quý vị còn nhớ là những người bên phía đảng Cộng Hòa, từ những chính trị gia cho đến những bình luận gia, họ đều nghĩ rằng là cái làn sóng đỏ sẽ dâng cao, dâng rất cao ở Mỹ, sẽ quét qua Thượng viện, quét xuống Hạ viện và quét luôn vào Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà rồi cuối cùng câu chuyện đó đã không xảy ra. Nhìn vào cuộc bầu cử năm nay ở Pháp,
chúng tôi nhớ đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ năm 22 và cái cuộc bầu cử sắp tới đây rất là quan trọng vào năm 2024. Như vậy thì một lần nữa, những chuyên gia về chính trị, rất nhiều người quan sát cái tình hình bầu cử ở nước Pháp, họ nhận định như thế này thưa quý vị, là đây nó không chỉ là một hiện tượng riêng rẽ ở nước Pháp, mà nó cũng đang có một cái xu hướng, có nghĩa là họ tưởng rằng cái xu hướng cực hữu đang trỗi dậy và quét qua các nước, nhưng mà không, cuối cùng cái xu hướng khuynh tả vẫn và chống cái chế độ độc tài, chống phát xít đó vẫn trỗi dậy và mạnh mẽ hơn. Đó là ý kiến của rất nhiều những cái nhà từ sử gia cho đến chính trị gia mà chúng tôi đọc được, họ bình luận về cái cuộc bầu cử nước Pháp vào hôm ngày Chủ nhật. Một nhân vật là sử gia ở trong nước Pháp, họ viết như thế này nè thưa quý vị, người này có tên là Ruth Ben Chiat, nói là các bạn đang có một cái xu hướng ở đây đây nè, rõ ràng là cái làn sóng bài trừ cái chế độ độc tài và phát xít nó vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và nó tạo thành một cái cycle, một cái vòng tuần hoàn của lịch sử được lặp lại, là bởi vì bây giờ những người dân ở những cái nước tự do dân chủ họ lo sợ trước cái sự trỗi dậy của cái chủ nghĩa độc tài, chủ nghĩa phát xít, cho nên là họ đã kết hợp lại với nhau để mà họ bài trừ cái sự trỗi dậy đó. Và họ còn nhìn thấy, họ đúc kết một cái bài học ở bên phía Pháp là hãy để cho những cái lực lượng mà chống phát xít được kết hợp với nhau. Trong trường hợp này là cánh tả và trung dung ở nước Pháp cảm thấy không đủ sức một mình chống chọi lại với tư tưởng khuynh hữu của đảng bà Le Pen, cho nên đã kết hợp lại với nhau và tạo nên chiến thắng của ngày hôm nay. Đó là cái xu hướng rất là tự nhiên như vậy. Và ngay cả trong nước Mỹ, người ta mới nhận định như thế này, là cái làn sóng mà cánh tả đó đã trỗi dậy và nghiền nát cái cuộc bầu cử cánh hữu ở nước Anh. Quý vị nhớ là ông thủ tướng, cựu thủ tướng thì đúng hơn là ông Sunak, là một người bên phía cánh hữu đã bị đảng lao động trỗi dậy và đánh bật trong cái cuộc bầu cử trong tuần vừa rồi chúng tôi đã thưa. Như vậy thì ở Anh, làn sóng cánh tả đã thắng cánh hữu, và ở Pháp thì hôm cái cuộc bầu cử mà chúng tôi đang thưa cũng là cánh tả và trung dung đã kết hợp lại với nhau để đánh bại cái khuynh hướng dân túy và chủ nghĩa bên phía cánh hữu. Và như vậy, theo nhiều người nói rằng cái làn sóng đó cũng sẽ quét qua cái cuộc bầu cử của nước Mỹ. Có thật hay không? Chúng ta không biết, nhưng nhiều người cho rằng đó là một cái xu hướng trỗi dậy, chúng ta phải chờ xem. Quý vị thấy là bất kỳ một cái cuộc dự đoán nào ở trong bất kỳ cuộc bầu cử nào, nó cũng có một cái kịch tính bất ngờ, giống như mình xem một cái trận soccer mà cho đến tận phút cuối, mà có khi phút cuối xong rồi, phút 90 xong rồi thì lại đá thêm hiệp phụ, rồi hiệp 1, rồi hiệp 2, rồi sau đó là đá luân lưu phạt đền nữa. Chúng ta phải chờ đợi đến phút cuối cùng. Nhưng mà chính vì chứng kiến cái làn sóng những cái cuộc bầu cử ở Anh và ở Pháp, nhất là ở Pháp vào ngày hôm Chủ nhật, Tổng thống Biden vào trong cuối tuần vừa qua, từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật, liên tiếp có rất nhiều thông tin, chung quy cũng trong cái khủng hoảng của chiến dịch tranh cử của ông. Ông đang cố gắng thuyết phục cử tri và cả những người bên phía đảng Dân Chủ nữa là hãy đồng lòng cùng với ông và dẹp đi cái câu hỏi rằng liệu là đương kim Tổng thống có còn đủ sức minh mẫn để mà lãnh đạo nước Mỹ và chiến thắng trong cái cuộc bầu cử này hay không. Ngay đầu ngày sáng thứ Hai hôm nay thưa quý vị, ông Biden đã gửi một cái lá thư ra cho bên phía đảng Dân Chủ. Ông viết như thế này nè, cái câu hỏi là bây giờ có nên đi đến phía trước á, nó đã được nhắc đi, đã được xới đi xới lại và bàn rất nhiều trong suốt cái một tuần vừa qua. Và bây giờ đã đến lúc là mình phải dẹp cái câu hỏi đó đi và chấm dứt cái câu hỏi đó. Chúng ta có một cái việc phải làm, và cái việc đó là phải đánh bại ông Donald Trump, vẫn theo lời trong lá thư mà ông Biden gửi ra cho đảng Dân Chủ, và nói là chúng ta có 42 ngày để đến cái ngày đảng Dân Chủ toàn quốc, và có 119 ngày cho đi đến cái ngày bầu cử toàn quốc, bầu cử tổng thống đó. Tất cả những cái gì nó xáo trộn, nó làm lung lay, nó làm hoang mang về cái chiến dịch tranh cử của chúng ta phải dẹp qua một bên hết. Bởi vì làm như vậy á, thì nó chỉ giúp cho ông Trump chiến thắng và nó làm tổn thương đảng Dân Chủ mà thôi. Đó là lời trong lá thư của ông Biden đã viết như vậy. Và câu cuối cùng ông nói rằng đã đến lúc tất cả bên phía đảng Dân Chủ phải đồng lòng với nhau, tiến về phía trước,
hợp nhất lại và đánh bại Donald Trump. Một lá thư ngắn ngủi trong một cái tin vắn breaking news vừa được đồng loạt những truyền thông mainstream gửi ra vào sáng ngày hôm nay. Nhưng mà đó là cái lời kêu gọi, nói theo một cách hùng hồn hơn, đó là một cái lời hiệu triệu của đương kim tổng thống và cũng là lãnh đạo bên phía đảng Dân Chủ. Nhưng mà rõ ràng không biết rằng ngay chính những chính trị gia và những nhà lập pháp và cả những ứng cử viên bên phía Dân Chủ phải chuẩn bị đối diện với cuộc bầu cử sắp tới đây, họ có cảm thấy an lòng hay không, thưa quý vị? Đó là một thử thách rất là lớn đối với ông Biden nói riêng và đối với đảng Dân Chủ nói chung. Nhưng mà bên cạnh đó đó, thì chúng tôi đọc thấy ý kiến một đồng minh vô cùng thân cận với lại ông Putin, đó là ông Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga. Ông có bình luận một cái câu như thế này về cái cuộc bầu cử của nước Mỹ. Trong lúc nhìn cả thế giới, cái cuộc bầu cử mọi thứ nó đang diễn ra như vậy, rồi cái cuộc bầu cử ở Mỹ thì đang kịch tính như vậy. Ông Lavrov phán câu như thế này nè: chúng tôi quan sát cái cuộc bầu cử của nước Mỹ và chúng tôi thấy tội nghiệp. Ông dùng từ pitiful là quá tội nghiệp cho cuộc bầu cử của nước Mỹ, khi mà nhìn thấy hai nhân vật tranh cãi chí chóe với nhau suốt cả ngày. Nhưng mà cái điều đặc biệt ông Lavrov nói, cái cuộc bầu cử của nước Mỹ là nó đã được xếp đặt, it's arranged, nó đã được xếp đặt rồi. Và đây là thực sự là một cái cuộc bầu cử tội nghiệp cho người dân Mỹ quá. Nhiều lần chúng tôi có nói với quý vị rằng là cái cuộc bầu cử của nước Mỹ và cử tri đúng là cũng cảm thấy tội nghiệp khi mà phải đối diện với ít cái sự lựa chọn quá. Trong chương trình vừa rồi chúng tôi có nói người dân Mỹ được chia có mấy lá bài à, có hai lá mà cứ xè tới xè lui binh kiểu gì cũng có, chỉ có Donald Trump và Joe Biden và Donald Trump. Nhưng mà cuối cùng rồi thì những chuyên gia, những thần bài đã nói rằng là giữa hai cái khó thôi thì chúng ta binh sao để ít khó hơn vậy. Nhưng mà người ta nói rằng ông Lavrov mà ông nhận định về cuộc bầu cử nước Mỹ là sắp đặt là không đúng. Bởi vì sau cái cuộc bầu cử 2020, quý vị thấy ông Trump, những đồng minh của cựu Tổng thống Trump và cho đến tận ngày hôm nay vẫn cứ lưu loa lên rằng cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận, bất chấp tất cả những cơ quan khác nhau, kể cả những cái nhân vật là dưới chính quyền, dưới trướng của cựu Tổng thống Trump, như là ông Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr chẳng hạn, đã đều khẳng định chắc nịch là không có bầu cử trên diện rộng để gây ra thay đổi kết quả của cục diện bầu cử. Nhưng mà bên phía ông Trump cho đến giờ phút này vẫn cứ nói là bầu cử gian lận. Và bây giờ bên phía Nga, ông Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng nói bầu cử nước Mỹ là sắp đặt, thưa quý vị. Nhưng nói về cái câu chuyện này, chúng tôi điểm qua một chút về cái lời phát biểu của cô dân biểu Marjorie Taylor Greene, mà người ta vẫn hay gọi là đây là một dân biểu MAGA và là một dân biểu của Nga, thưa quý vị. Bởi vì cô Greene này là nhiều lần nói đó là bây giờ một xu ten rót cho Ukraine, tôi cũng có rót nữa chứ. Và cô vẫn cương quyết là chống lại cái việc viện trợ cho Ukraine. Và chính vì điều này, bên phía Nga còn trông chờ điều gì khác hơn là những cái câu chuyện như thế này nữa. Cô Greene vào hôm ngày Chủ nhật, thưa quý vị, cũng tuyên bố là ông Trump đã thắng rất là vang dội trong cái cuộc bầu cử 2020 ở tiểu bang Georgia. Và quý vị biết là cô Greene là dân biểu trong Quốc hội Liên bang và đại diện cho người dân ở tiểu bang Georgia đó. Thì ngay lập tức trên mạng xã hội người ta rào rào, người ta nói bình luận nhiều lắm. Nhưng mà chúng tôi đọc thấy có một cái ý kiến người ta viết như thế này nè: cô Greene, cái não của cô là não cá vàng hay là bị short memory, có nghĩa là trí nhớ tạm thời. Những cái gì mà nó gần nó hay quên lắm. Và cô không nhớ rằng ngay tại Georgia sau cái cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump đã gọi điện cho Bộ trưởng Hành chính là ông Raffensperger và yêu cầu tìm thêm 11.870 phiếu để giúp cho ông Trump có thể đảo ngược kết quả chiến thắng. Vậy mà cô vẫn cho rằng ông Trump đã thắng rất là vang dội tại tiểu bang Georgia. Đó, những ý kiến như thế này nó vẫn còn diễn ra ngay tại Mỹ. Trách chi mà kẻ thù của Mỹ là ông Sergei Lavrov, ông nói rằng bầu cử ở nước Mỹ là sắp đặt. Nhưng mà nói chuyện sắp đặt thì chính ông Lavrov cũng phải nhìn lại mình, cũng tự lấy soi gương ra mà soi lại chính mình, khi mà cái cuộc bầu cử ở nước Nga, hàng loạt những cái ý kiến đối lập với lại ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đều bị trảm, đều bị xử, đều bị chém. Một là chết ở trong tù như ông Alexei Navalny, hai là bị té lầu, bị chìm xuồng ở ngoài khơi, hay bị lên một cái cơn bị trụy tim. Những cái chết rất là bất đắc kỳ tử. Và cuối cùng ông Putin vẫn ung dung ngự trị trên ngai vàng của mình hơn 5 thập niên vừa qua, là
tráo qua tráo lại giữa chiếc ghế tổng thống và thủ tướng. Chính cái câu bầu cử đã được sắp đặt phải dành cho những cái cuộc bầu cử ở những cái xứ độc tài như nước Nga chẳng hạn, thưa quý vị. Thì đó là những gì mà bên Nga đã nói về nước Mỹ. Nhưng mà ở trong nước Mỹ đây, thưa quý vị, thì cái câu hỏi rằng liệu Tổng thống Biden có đủ cái sự minh mẫn để mà lãnh đạo nước Mỹ hay không, nó không chỉ xảy ra cho bên phía ông Trump và cả những đồng minh của ông, mà trong chính tiếng nói băn khoăn của bên phía đảng Dân Chủ, một cái động thái mới mà nhóm Cộng Hòa ngày hôm nay vừa tuyên bố trong một cái lá thư về câu chuyện này. Chúng tôi xin phép sẽ được thưa với quý vị sau ít phút dành cho thương mại.